Trên quả địa cầu to lớn này, quả là không thiếu những điều kỳ lạ. Tại rất nhiều nơi xa xôi luôn có những điều khiến chúng ta phải giật mình. Bảy hình thức làm đẹp dưới đây là một trong số đó. Môi hình chiếc đĩa. Những phụ nữ thuộc bộ tộc Mosi ở phía nam Ethiopia, họ có một phương pháp làm đẹp đáng nể. Họ kéo môi dưới ra và tạo thành một khoảng trống. Sau đó họ dùng những chiếc đĩa sứ để nhét vào khoảng trống đó. Theo quan niệm của họ thì vòng môi dưới càng to, để được những chiếc đĩa càng lớn thì càng đẹp và giá trị con người sẽ càng cao. Nặn xương sọ. Do xương sọ của trẻ sơ sinh rất mềm, nên khi những trẻ sơ sinh này được khoảng 1 tháng tuổi, họ sẽ kéo và ép xương sọ, sau đó dùng những chiếc nệm mềm hoặc vải để buộc chặt để tránh bị va chạm từ các tác nhân bên ngoài. Họ sẽ duy trì trạng thái như thế trong vòng 6 tháng. Có những học giả cho rằng hình thức này được bắt nguồn từ quan niệm về thẩm mỹ. Ngoài ra, họ cho rằng những người có phần xương sọ kéo dài là những người thông minh, có địa vị cao hơn trong xã hội và là một chủng tộc tiếp cận gần với thần hơn. Hiện tại các bộ tộc ở Vanuatu vẫn duy trì phong tục này, là ngực. Tại Cameroon, những thiếu nữ khi bước vào tuổi trưởng thành, những bậc cha mẹ thường lo lắng cho thân thể của con cái họ có thể gây kích thích cho các nam thanh niên. Do đó họ dùng đá nóng để la ngực, sau đó là dùng chuối hâm nóng hoặc vỏ quả dừa để hâm nóng để tiếp tục la bẹp vùng ngực. Cuối cùng là dùng vải để quấn quanh ngực. Họ cho rằng đây là hình thức để tránh gây sự chú ý của người khác giới, từ đó tránh được việc xâm hại tình dục. Tục bó chân, cái gọi là gót sen ba tấc, xuất hiện sớm nhất vào đời nhà Tống. Đây là một tập tục truyền thống của người xưa. Người xưa cho rằng những bàn chân được bó gọi là liên, tức hoa sen. Gót sen 3 tấc không chỉ yêu cầu chân bó vào nhỏ hơn 3 tấc, khoảng 7,5cm, mà hình dáng cũng phải theo chuẩn. Vào thời đó, ngày 6 tháng 6 âm lịch, phụ nữ đều ngồi ở trước cửa cổng nhà, đồng thời chìa chân ra cho người khác bình luận, đánh giá. Những người sở hữu bàn chân nhỏ nhất với những đôi giày thêu tinh mỹ nhất thì sẽ nhận được nhiều lời khen ngợi nhất và cũng được nhiều người khác giới để ý nhất. Tục cắt mặt. Bộ tộc ở quốc gia Papua New Guinea thuộc châu Đại Dương thường dùng hàng tuần lễ để tiến hành nghi lễ cắt bao quy đầu. Nữ giới thường khắc lên mặt những hoa văn tượng trưng cho vẻ đẹp, còn nam giới khắc những hoa văn lên mặt để tượng trưng cho vẻ nam tính. Tục mài răng. Bộ tộc Mentawai với hơn 60.000 thành viên tại quần đảo thuộc Indonesia. Người dân ở đây ngoài những hình xăm độc đáo trên cơ thể ra, họ còn rất thích mài răng nhọn để tăng thêm phần hấp dẫn. Tộc Cao Cổ. Tộc Cao Cổ là một bộ tộc nằm ở biên giới Myanmar và Thái Lan. Trên thực tế, độ dài cổ của họ cũng giống như người bình thường, nhưng do các vòng đồng được ép chặt vào xương quai hàm và xương bả vai nên tạo ra cảm giác xương cổ của họ rất dài.